Tổng hợp động từ. Phần 22. Verbs. Hãy cùng học nhé. Đây là gì đây? Bắt đầu. Bắt đầu. Tên tiếng Anh đọc là Start. Start. Đây là gì đây? Kết thúc. Kết thúc. Tên tiếng Anh đọc là Finish. Finish. Đây là gì đây? Hết. Hết. Tên tiếng Anh đọc là End. End. Đây là gì đây? Hoàn thành. Hoàn chỉnh. Tên tiếng Anh đọc là Complete. Complete. Đây là gì đây? Hoàn thành xuất sắc. Hoàn thành xuất sắc. Tên tiếng Anh đọc là Accomplish. Accomplish. Đây là gì đây? Đạt được. Đạt được. Tên tiếng Anh đọc là Achieve. Achieve. Đây là gì đây? Nhớ. Nhớ. Tên tiếng Anh đọc là Remember. Remember. Đây là gì đây? Quên. Quên. Tên tiếng Anh đọc là Forget. Forget. Đây là gì đây? Thăm nom. Thăm hỏi. Tên tiếng Anh đọc là Visit. Visit. Đây là gì đây? Rời khỏi. Rời bỏ. Tên tiếng Anh đọc là Leave. Leave.